một người đứng, một người đứng như khách không có gì cả, nhưng người dân bên trong khu khách sạn thì hiện tại là không được phép, bởi vì em đang làm bảo vệ cho những người tiêu dùng. Em xin phép mời chị Phạm Hồng Quân, một người đứng như khách, một người cứ đứng, người dân bên trong cái này là trong khu khách sạn là không được. Em xin phép như vậy, mọi người cứ đứng như nào cũng được, đường cản ở trên đường dân bên trong thì chuyển ở trong khu khách sạn là được, còn cũng đòi quyền lợi của mình là thứ đó là lợi ích của mình. Còn em đây là quý dân gì không cũng đúng, chứ là em nói như vậy mọi người đứng cũng được, đừng cả những đừng ra con rồi, chỉ ở trong công viên chị nói cho em chủ nghe ha, giữa chị Hải chị ơi, chị nói cho Hải nghe giữa chị và em và tất cả các bạn này chúng ta không có một cái vấn đề chung với nhau hết cả, và em để em để chị nói, em nói rồi thì em phải để cho chị nói, chị rất là tôn trọng em nhưng chị yêu cầu em cũng phải tôn trọng chị như thế đó. Tất nhiên là khi chủ sở hữu ở đây chị nói với em rồi, tụi chị mua nhà ở đây, tụi chị được quyền sử dụng những tiện ích ở đây, đúng không? Tụi chị đang đứng đây, tụi chị được quyền đứng ở đây và đòi những gì thuộc quyền của tụi chị. Tại vì tụi chị mua ở đây là ở tại cái căn hộ này, tại khu địch bay này, chúng tôi ở đây, còn riêng các em là khách sạn, đúng không? Các em cũng là người thuê lại của Hòa Bình, vậy không? Tụi chị là chủ sở hữu, còn các em là người thuê nha. Nói về quyền lực, tụi chị quyền lực hơn các em rất nhiều. Các em thuê, còn tụi chị là chủ. Em nên hiểu cái đó. Bây giờ chị nói hỏi nha nè, nếu bên khách sạn cảm thấy phiền phức với tụi chị vì vấn đề là đòi quyền lợi bên chính hội, thì buộc bên em mời cái người trực tiếp hoặc